Xin chào quý vị đã đến với video mới nhất trên kênh Cường Vô Bình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điểm mới ở trong những cái nghị định dự thảo về quyết định về an toàn giao thông mới cập nhật gần đây mà tôi thấy đang xuất hiện rất nhiều cho các báo Trước khi vào video, quý vị đừng quên tặng kênh một nút đăng ký kênh bấm nút like, chia sẻ video cũng như để lại một bình luận ở phía dưới phần bình luận để À, giúp kênh có thêm tương tác à, Và nếu cảm thấy video thú vị hữu ích Xin hãy tặng kênh một ly cà phê Thông qua số tài khoản nhận cà phê được ghi ở phần mô tả kênh Xin cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ bắt đầu video ngay bây giờ Đầu tiên là về vấn đề phạt tiền nồng độ cồn Thì trong dự thảo mới nhất Bộ Công an đề xuất giảm mức độ phạt tiền Liên quan đến nồng độ cồn Bộ Công an bỏ đề xuất chỉ phạt dưới 1 triệu đồng Đối với người vi phạm nồng độ cồn mức thấp nhất, thay vào đó, giữ nguyên mức phạt như nghị định 100 là từ 6 đến 8 triệu đồng. Thông tin được nêu trong dự thảo lần 3, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tài liệu dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất phạt từ 6 đến 8 triệu đồng bằng mức phạt nghị định 100 hiện nay đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 100mg trên 100ml máu <laughs> hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Hành vi này ở dự thảo lần 2, Bộ Công an đề xuất chỉ phạt từ 800.000 tới 1 triệu cùng mức vi phạm nồng độ cồn như trên, dự thảo quy định phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng bằng mức phạt nghị định 100 hiện nay đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy. Tại đề xuất lần trước, Bộ Công an dự kiến chỉ phạt từ 400 tới 600 ngàn. Ngoài ra, ở mức vi phạm nồng độ cồn thấp nhất này, Bộ Công an đã đề xuất tăng điểm giấy phép lái xe bị trừ đến 3 điểm, thay vì trừ 2 điểm như dự thảo lần 2. Đối với mức phạt nồng độ cồn nếu vi phạm mức 2 và mức 3, thì dự thảo lần này không có thay đổi so với dự thảo lần trước, cũng như không có thay đổi so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, thay vì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, thì tất cả người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe. Cụ thể, lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên một lít khí thở thì có thể bị trừ 10 điểm. Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên một lít khí thở thì có thể bị trừ 12 điểm. Về nguyên tắc trừ điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một lần hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần nếu có từ hai hành vi bị trừ điểm trở lên thì số điểm bị trừ là số điểm của hành vi bị trừ điểm nhiều nhất. Trường hợp số điểm còn lại của giấy phép lái xe ít hơn số điểm bị trừ áp dụng biện pháp trừ hết số điểm còn lại của giấy phép đó. Nếu trừ điểm với bằng lái tích hợp có thời hạn và không thời hạn thì người có thẩm quyền trừ điểm phải ghi rõ các hạng giấy phép lái xe có thời hạn và không có thời hạn. Ngày 27 tháng 6, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Theo Bộ Công an, quy định nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện sẽ giúp người lái xe tránh tình trạng bị ép uống rượu. Tài xế khi tham gia giao thông phải duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh để xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Một thông tin mới mà chắc chúng ta cần phải quan tâm nhất là những người hay làm về vấn đề mạng xã hội và hay có cái thói quen là động một tí thì đi ghi hình. Thì thông tin mới nhất trên báo tuổi trẻ cũng cho biết đã bỏ quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng thiết bị ghi âm hoặc ghi hình. Theo quy định mới về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hình thức giám sát lực lượng công an làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình đã được loại bỏ. Bộ Công an mới đây ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67-2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự và an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Theo thông tư mới này, tại điểm C khoản 1 điều 5, nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, so với quy định trước đây, nội dung công khai trang phục số hiệu công an nhân dân đã được loại bỏ. Ngoài ra tại điều 11 quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng đã được thay đổi. Theo quy định mới, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua các chủ thể giám sát theo quy định pháp luật tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ và chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quá trình giám sát phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Như vậy, vừa so với quy định trước đây, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm ghi hình đã được loại bỏ trước đó bộ công an nhận định việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan và đúng quy định có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim ghi hình chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh đó có trường hợp chống đối còn lợi dụng xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại tố cáo nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự và an toàn giao thông. Tiếp tục một nội dung khác là cần quan tâm, đó là cũng sẽ bỏ quy định công an phải công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thông. thông tin là đăng trên báo tuổi trẻ. Theo bộ công an, việc công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm hành chính đang bị lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông làm công tác trên đường. Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Điều 2 của thông tư mới nêu rõ các nội dung được bãi bỏ của thông tư số 67/2019. Theo đó, Bộ Công an bãi bỏ việc công khai các chấm kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông. Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện. Trước đó, Thông tư số 67/2019 yêu cầu phải công khai các nội dung này. Trong công tác đăng ký cấp biển số xe, trang phục, số hiệu của công uh, số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe cũng là nội dung công khai được bãi bỏ. đối với công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, nội dung, trang phục số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định cũng là nội dung công khai được bãi bỏ. Theo Bộ Công an, việc công khai kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm hành chính đang bị một số đối tượng lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên đường. Vì vậy, việc ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67-2019 là rất cần thiết. Thông tư mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Trước đó trao đổi với báo tuổi trẻ online, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết kế hoạch tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, có nhiều nội dung nằm ngoài công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm do vậy cần giữ kín để đảm bảo bí mật công tác tránh việc tội phạm lợi dụng việc công khai này. Phải ra liên quan đến một số những cái uh, hoạt động uh, liên quan đến uh, vấn đề an toàn giao thông thì chúng ta cũng nên chú ý là đã xuất hiện cái hình cái tình trạng là giả giả cảnh sát giao thông để lừa đảo thông qua việc là nhắn tin hoặc là gọi điện để đe dọa nạn nhân và sau đó là yêu cầu cái người bị lừa đảo là phải chuyển tiền online các kiểu để nộp phạt hoặc là nộp là Chúng ta nên lưu ý thông tin này để thêm phần tỉnh táo và không bị bọn xấu nó giả danh nó lừa đảo. Trên báo Người Lao Động có thông tin uh, giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng đã giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho người vi phạm giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 5 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác nắm tình hình, gần đây lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện tình trạng công dân trên địa bàn nhận được các tin nhắn và cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng điện thoại giả danh cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa gọi đến thuê bao di động hoặc điện thoại bàn của người dân thông báo về việc vi phạm có liên quan đến phạt nguội, xử phạt nguội về giao thông. Đăng ký xe trên dịch vụ công và các lĩnh vực liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý để dẫn dắt gây sức ép tâm lý đến người dân, làm cho người dân hoang mang, lo sợ nhằm lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân. Khi có người dân mắc bẫy, các đối tượng liền yêu cầu người dân phải kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có, số tiền gửi trong các ngân hàng, để chuyển vào tài khoản định sẵn của đối tượng lừa đảo hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với lý do phục vụ xác minh điều tra xử lý. Đồng thời yêu cầu nạn nhân lại không được nói với gia đình kể cả với nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền. Đây là phương thức thủ đoạn quá cũ đã được công an khuyến cáo nhiều lần, tuy nhiên vẫn nhiều người dân sập bẫy. Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo trên, công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác Tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát và các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức liên quan nếu có trực tiếp đến trụ sở công an để giải quyết vụ việc vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông không gọi điện thoại thông báo vi phạm. Quý vị nhớ cái mấu chốt này nha, không, không làm việc của điện thoại. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, người dân gọi đến số điện thoại của trực trực ban của lực lượng công an để được hướng dẫn và giải đáp. Khi nhận được các cuộc gọi kiểu này, người dân hãy nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật. À, và đó là một số thông tin liên quan đến lĩnh vực uh, trật tự an toàn giao thông mà kênh đã tổng hợp được. À, quý vị hãy nhớ chú ý uh, đọc báo để uh, cập nhật những cái thông tin mới nhất để ra đường à, mỗi ngày ra đường là một niềm vui và tuân thủ luật an toàn giao thông cũng như là các cái quy định mới nhất để uh, mỗi chuyến đi làm một chuyến đi chơi của chúng ta phải không ạ đều là một chuyến đi uh, vui vẻ và không xảy ra bất chắc gì cũng như là nhớ chú ý tuyệt đối vấn đề lừa đảo của điện thoại là không run sợ và không bị mắc bẫy thao túng tâm lý trước bất kỳ cuộc gọi nào đó, bởi vì uh, không ai làm việc qua điện thoại cả chúng ta cứ nhớ cái câu chuyện đó và đứa nào alo mà cứ xưng này xưng nọ thì cái gì cái chửi bỏ mẹ nó cho tôi thấy không ạ bởi vì à, không người bình thường là đi làm việc cái kiểu đấy thấy không ạ trên báo đã đăng đi lại nhiều lần và nhất là cái mà là cái động ký là yêu cầu phải kê khai tài sản, kê khai tiền của ngân hàng này đúng là nghe là biết là một lừa, phải không? chúng ta nhớ câu chuyện đó. À, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của kênh. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc một chủ nhật tốt lành.